Chúng ta bây giờ nhìn vào một số những cái thông tin liên quan đến on chain đi thì chúng ta thấy được là nó tới on chain đó thì khi mà nhìn vào cái số lượng thời đào thì các bạn thấy được là bây giờ thời đào vẫn không có bán. Đây là cái tình hình chúng ta cũng đã biết là bắt đầu từ đầu tháng 3 tới bây giờ thời đào đã không bán. Cho nghĩa là những Bitcoin đào ra đã phần lớn bây giờ vẫn đang được lưu trữ bởi thời đào. Tại vì sao có thể là họ nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng lên nữa cho nên không muốn bán ở thời điểm bây giờ. Thứ nhì, Chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin trên những sàn giao dịch đi Thì đây là tình trạng chung chúng ta cũng đã biết là trong cái thời gian là từ tháng 7 năm ngoái cho tới bây giờ Thì đường màu đỏ này liên tục đi xuống như là càng ngày càng ít Bitcoin trên những sàn giao dịch Nhưng mà các bạn thấy được là trong cái tình hình mà điều chỉnh vừa qua đó Thì có một thời gian ngắn trong vòng vài ngày các bạn thấy được trên màn hình Ngày 18, 19, 20, 21, 22 cho đến ngày ngày 28 tháng 4 thì trong vòng một tuần này đó chúng ta thấy được là có cái số lượng bịch khôi được đưa lên sàn nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy là sau đó đã ổn định lại và bây giờ đã có cái xu hướng giảm trong vòng mấy ngày qua có nghĩa là chúng ta thấy trong cái đợt điều chỉnh vừa qua thì đương nhiên là có thêm bịch khôi trên sàn nhưng mà nhìn tổng quát đó thì cái số lượng bịch khôi đưa trên sàn trong cái đợt điều chỉnh vừa qua không đáng kể kế tiếp thì trong vòng mấy ngày qua đó cái số limit coin được đưa lên sàn và rút ra thì như thế nào thì các bạn thấy được là tình hình cũng không đáng kể nhất là các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì cái số lượng đưa vào nhiều hơn là rút ra nhưng mà chỉ có 257 không mà thôi và một ngày trước đó thì cái số lượng rút ra nhiều hơn đưa vào tới 7.800 bitcoin nhưng mà nhìn xa hơn thì các bạn thấy được là cái số lượng đưa vào rút ra này Thật ra không đáng kể, những ngày mà đáng kể những ngày mà các bạn thấy có những cái đường màu đỏ đi lên rất là nhiều có nghĩa là rất nhiều đồng được đưa vào so với rút ra hay là đi xuống rất là nhiều có nghĩa là rất nhiều đồng rút ra hơn là đưa vào. Trong những mấy ngày qua thì không đáng kể, như thường nay chia sẻ tình hình cũng khá là im lặng nhưng mà có một cái chỉ số cũng khá là thú vị. Các bạn thấy được đây là cái chỉ số là bao nhiêu Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì đây là tính theo giờ. Thì chúng ta cũng đã biết là Coinbase Pro là một trong những sàn mà hỗ trợ những tổ chức đầu tư thu mua Bitcoin, trong đó chúng ta có công ty MicroStrategy, công ty Tesla điều thu Bitcoin thông qua dịch vụ của Coinbase Pro. Cho nên mỗi lần mà có cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro lớn đó, thì nhiều người lại chú ý. Và đây là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro rất là nhiều. Vào ngày nào? Vào ngày 30 tháng 4, có nghĩa là cách đây chỉ có 2 ngày mà thôi. Thì chúng ta thấy được là cách đây hai ngày ở mức giá là 56.700 đã có 11,9 có nghĩa là gần như 12.000 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thời điểm này. Đây là một trong những dấu hiệu nhiều người tin tưởng là chúng ta thấy có cái sự hỗ trợ ở mức giá là 56.000 này đến từ những tổ chức đầu tư. Và mức giá bây giờ là bao nhiêu? Mức giá bây giờ cũng là tương tự như là chúng ta thấy cái thời điểm mà cái số lượng Bitcoin rời khỏi đó chính là khoảng chừng là 56.700 đô ở thời điểm này. Kế tiếp thì chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái giá của Bitcoin trên sàn Coinbase Pro và sàn Binance Thường, đó, các bạn có thể biết là Coinbase Pro là chúng ta mới vừa nói tới là sàn mà nhiều tổ chức đầu tư thu mua. Binance là sàn mà nhiều nhà tư riêng lẻ sử dụng. Thì khi mà chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này mà nó đi lên đó, thì có nghĩa là cái giá của Bitcoin trên sàn Coinbase Pro mắc hơn là trên sàn Binance. Và đây cũng là một trong những dẫn chứng cho thấy được là chúng ta thấy dấu hiệu là có những tổ chức đầu tư thu mua nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ sự khác biệt là 61 đô thì coi như là cái giá trên sàn Coinbase vẫn cao hơn là Binance lực mua đến từ sàn Coinbase nhưng mà thật ra mà nói là chúng ta muốn thấy là con số này ít nhất là phải trên 100 đô thì mới cho chúng ta thấy cái dấu hiệu mạnh được giống như là khi nào giống như là chúng ta thấy được là ngày một Tây ngày hôm qua có một thời gian ngắn cái giá khác biệt giữa Binance và Coinbase sẽ lên tới 124 đô đây mới là những lúc mà chúng ta thấy cái lực mua đến từ Coinbase Pro rất là nhiều bây giờ thì chúng ta không thấy bây giờ vẫn cao nhưng mà chưa có đến mức mà chúng ta cần phải quan tâm đến nhưng mà tài liệu liên quan đến là những cái lệnh Future đang mở là bao nhiêu thì các bạn thấy được là trong cái thời gian điều chỉnh vừa qua thì những lệnh Future đã giảm xuống rất là nhiều à, tuy là rất là cao khi chúng ta nhìn vào cái thời gian một năm qua nhưng mà trong thời gian từ tháng 4 cho đến cái thời điểm là cuối tháng 4 mới đây đó thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này cũng đã có cái sự điều chỉnh cũng khá nhiều có nghĩa là rất nhiều lệnh future đã được đóng lại nhưng mà trong thời gian là từ ngày mấy các bạn thấy được đây là ngày 27 28 tháng 4 cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chúng ta lại có thêm những lệnh future xuất hiện và những lệnh này đó phần lớn là cái lệnh long tại vì sao tại vì các bạn thấy được là funding rate à, đang có cái sự tăng trưởng có nghĩa là chúng ta thấy được là funding rate là bên nhiều trả cho bên ít người nào mà lon nhiều mà bên ít là cái bên short thì cái người mà lon phải trả cái phí gọi là funding rate hay nhiều bạn gọi là cái phí qua đêm thì khi mà cái đường mở tăng lên đó, thì các bạn thấy được là có nhiều lệnh long hơn là lệnh short nhưng mà bây giờ tuy là có sự tăng trưởng so với là cách đây vài ngày có nghĩa là một số những trader đã có cái lòng tin hơn là giá sẽ tăng cho nên mới có cái hiện tượng này nhưng mà so với lại các bạn thấy là cách đây à, chỉ có hai ba tuần thì đương nhiên cái sự tăng trưởng này không đáng kể tại vì các bạn thấy được là có nhiều lúc funding rate lên tới 0,15 trên cái biểu đồ này nhưng mà một trong những cái chỉ số mà sôi động hơn đó trong cuối tuần này đó chính là cái số lượng những cái giao dịch liên quan đến những đồng ổn định được đẩy lên trên sàn. Thì các bạn thấy được là có rất nhiều đợt trong cái cuối tuần qua như là các bạn thấy được là cái đợt từ ngày 30 Tây các bạn thấy được là ở cái mức là 58.100 đô thì có nhiều đồng ổn định được đẩy lên trên sàn. À, chúng ta thấy được là ngày 1 Tây cũng vậy. Đây là cái thời điểm mà có nhiều giao dịch đẩy đồng định lên trên sàn các bạn thấy được là ngày một tây cũng vậy, ngày một tây cũng có hai ba đợt như vậy, chúng ta thấy được là đây là một cái dấu hiệu mà thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội mỗi lần mà chúng ta thấy có nhiều giao dịch đẩy đồng định lên trên sàn thì khi mà thường chia sẻ những con số đó giống như là 138, 200, 300 thì nhiều bạn thường là những con số này đại diện cho những con số như thế nào thì chúng ta thấy được đó là nếu chúng ta có thể nghĩ một cách đơn giản đó là phần lớn như độ ổn định bây giờ di chuyển là trên mạng lưới của Ethereum. Mạng lưới của Ethereum thì nói trung bình là khoảng 10 tới 13 giây cho mỗi một lóc thì các bạn thấy được là nếu chúng ta thấy có 138 cái con số mà thường chia sẻ trên mạng xã hội đó có nghĩa là trong vòng thời gian chỉ có 10 tới 13 giây đã có 138 giao dịch đẩy độ ổn định lên trên ví của những cái sàn rồi đây là cái dấu hiệu là có thể là chúng ta thấy là động định được đưa lên sàn để mà dùng để thu mua và thường là chúng ta thấy nhiều động định đẩy lên sàn thì trong thời điểm đó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta thấy giá cả có sự tăng trưởng trong thời gian ngắn hạn và trong cuối tuần qua chúng ta cũng có một số đợt có nhiều giao dịch đẩy đồng định lên trên sàn cho nên nhìn chung đó chúng ta thấy được là những cái dữ liệu trên uh, crypto khoan thì cho các bạn thấy được là tình hình tuy là im lặng nhưng mà cũng có một số những dấu hiệu uh, chuyển đổi qua là mọi người đã bắt đầu bullish hơn có đồng định đẩy lên sàn các bạn thấy được là funding rate uh, thì cũng tăng lên cái lệnh của future cũng tăng lên cái giá khác biệt của Coinbase và Binance thì cũng tăng lên có dấu hiệu là có số lượng khoảng chừng là gần 12.000 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Cho nên tuy là im lặng nhưng mà cũng có một số những dấu hiệu coi như là bắt đầu chuyển đổi qua là tốt trên crypto khoan Chúng ta bây giờ hãy nói tới Ethereum trên crypto khoan đi Sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu ở trên Classno mà nhiều bà hỏi thuận Thì chúng ta nhìn vào Ethereum Thì Ethereum các bạn thấy được là cũng tương tự như là Bitcoin mà thôi Sau cái thời gian mà cái số lượng Ethereum trên sàn ngày càng giảm xuống đường màu đỏ này thì các bạn thấy được là trong đợt điều chỉnh vừa qua thì cũng có thêm Ethereum đưa lên trên sàn nhưng mà sau đó cũng tương tự như là Bitcoin cũng đã ổn định lại và cái số lượng Ethereum được đưa trên sàn nhiều hơn trong cái đợt uh, điều chỉnh vừa qua so với lại cái tình hình chung trong vòng một năm qua thì không đáng kể và chúng ta nhìn vào cái số lượng Ethereum được nạp vào so với rút ra trên sàn đó thì các bạn thấy được trong dòng mấy ngày qua thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn thấy được những cái thanh lên thì xuống này cũng không có nhiều và trong cái thời điểm ngày hôm qua đó thì chúng ta có nhiều Ethereum được nạp lên trên sàn hơn được rút ra nhưng mà hai ngày trước đó thì các bạn hiểu được là cái thanh này là cái thanh đi xuống cho nên hai ngày trước đó thì chúng ta thấy ít Ethereum nạp vào trên sàn hơn được rút ra tình hình bây giờ liên quan đến đưa Ethereum lên trên sàn thì cũng tương nhiên là Bitcoin không đáng kể ở thời điểm hiện tại Nói tới Class No đó, thì chúng ta nhìn vào chỉ số mà nhiều bạn quan tâm nhất đó chính là chỉ số No NUPL. Thì chúng ta thấy được chỉ số No này bây giờ là đang ở mức nào? Đang ở cái mức là đóng lại cái ngọn nến ngày hôm qua là 57.800 thì chỉ số nô no là 0,66 thì cho tới bây giờ cho đến khi nào mà giá Bitcoin chạm vào 80.000 đó thì lúc đó chúng ta mới thấy là chỉ số này có dấu hiệu chuyển thành màu xanh dương. Bây giờ cái nguy cơ đó không có còn cao nữa. Bây giờ chúng ta chỉ mức là 0,66 mà thôi. 0,75 mới là lúc mà biểu đồ chuyển thành màu xanh dương. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể thấy trên Classno là đã bắt đầu có dấu hiệu đỉnh rồi bây giờ thì vẫn chưa có những chỉ số khác thì cũng tương tự nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin phần trăm mà có lời đó thì bây giờ đã bắt đầu có thêm tại vì sao tại vì Bitcoin đang hồi phục lại các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch Bitcoin mà có lời bây giờ đã trở về cái dù màu đỏ này rồi sau khi mà điều chỉnh ra khỏi vùng màu đỏ chúng ta nhìn vào những chỉ số khác thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt cho bạn thấy được là ohandler thì đường màu vàng này vẫn cách xa dù màu đỏ mỗi lần mà vào dù màu đỏ đây chính là dấu hiệu đỉnh mà chúng ta nói tới nhiều lần pimmutable cũng vậy mỗi lần mà đường màu vàng này vào dù màu đỏ là nguy cơ là chúng ta đã coi đỉnh rồi bây giờ vẫn chưa Uh, market Cap cho to Tomo Cap thì cũng như vậy Vẫn chưa đi vào dùng màu đỏ uh, Nhưng mà chúng ta nhìn vào Grayscale Premium đi Thì bây giờ đã cái phần trăm của Grayscale Premium là trừ 9.99 Thì có nghĩa là cái cổ phần của Grayscale bây giờ Vẫn rẻ hơn là cái số lượng Bitcoin mà họ thu mua Có nghĩa là bây giờ đã chúng ta vẫn chưa có nghe nói nhiều thông tin Là Grayscale đi thu mua thêm nhiều Bitcoin Tại vì sao? Tại vì bây giờ cái premium là đang là con số âm chỉ khi nào cái đường màu vàng này trở về dùng dương như các bạn thấy là trước đây thì lúc đó chúng ta mới nghe những thông tin về scale đi thu một Bitcoin bây giờ cái thông tin liên quan tới scale thua một Bitcoin đó là không có vì lý do gì về lý do là Grayscale Premium bây giờ đã đang ở con số âm à, Còn về một số những tài liệu khác nữa như là các bạn thấy được là SOPR đó Đây là một cái dữ liệu cho các bạn thấy được là Bitcoin di chuyển trên mạng đó thì phần lớn Bitcoin đó là có lời hay là lỗ thì các bạn thấy được là bây giờ đó là phần lớn Bitcoin di chuyển đó là trung bình là lời khoảng 5% có nghĩa là chúng ta thấy được là cái tình hình thị trường đã bắt đầu là bullish trở lại cũng tương tự như là chúng ta nhìn vào những tài liệu liên quan đến crypto coin tuy là chưa có cực kỳ bullish nhưng mà từ bây giờ cũng cho thấy được là tình trạng cũng đã khá lạc quan hơn